Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hải Dương mới đây đã phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh triệt xóa một đường dây sản xuất mua bán trái phép ma túy loại CBG liên tỉnh quy mô lớn, tăng vật thu giữ gồm 140 lít ma túy loại CBG, 200 cây thuốc lá điện tử tẩm ma túy loại CBG. Theo đó, ngày 8 tháng 3 năm 2024, Công an huyện Tứ Kỳ bắt quả tang 3 đối tượng Phạm Thu Trang sinh năm 2004, Phạm Thị Ngọc Lan Nguyễn Thúy Kiều, cùng sinh năm 2008, cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đang đi bán trái phép ma túy loại CBG tại cổng công viên Ô Mễ thuộc xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Xác định các đối tượng trên có thể liên quan đến đường dây sản xuất mua bán trái phép chất ma túy núp bóng quy mô lớn. Ngày 16 tháng 3 năm 2024, lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh nhằm bắt giữ đối tượng cầm đầu triệt xóa tận gốc đường dây này. Quá trình đấu tranh chuyên án, công an tỉnh đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc tiến hành điều tra. Kết quả đã bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây ở các tỉnh thành phố Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Trong đó, hai đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Hoàng Thái sinh năm 2003 trú tại phường Vũ Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2005 ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi để sản xuất mua bán ma túy. Qua giao dịch mua bán ma túy, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm 140 lít ma túy loại CBG, 200 cây thuốc lá điện tử tẩm ma túy loại CBG, 10 cây vàng Sjc, một ô tô, hai xe máy và nhiều máy móc dụng cụ phục vụ việc sản xuất ma túy trái phép lực lượng công an cũng ra quyết định phong tỏa toàn bộ tiền trong tài khoản của các đối tượng và các bất động sản do phạm tội mà có. Trân cầu giám định các mẫu vật dung dịch, các đối tượng khai nhận là ma túy CBG. Kết quả điều tra xác định có chất ma túy MGMB 4 n PINACA. Đây là loại ma túy mới, nấp bóng thuốc lá điện tử, rất hấp dẫn đối với thành thiếu niên. Dễ sử dụng nhưng gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng làm tổn thương não, loạn thần, suy tim. Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, việc triệt xóa tận gốc đường dây ma túy này bắt giữ được toàn bộ đối tượng cầm đầu đã cắt đứt nguồn cung ma túy mới ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Từ đó ngăn chặn từ sớm, từ xa, các loại tội phạm khác góp phần quan trọng bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Liên quan đến đường dây sản xuất mua bán trái phép ma túy loại CBZ liên tỉnh này, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương – đã khởi tố 7 vụ án bắt tạm giam 13 bị can và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, có thể thấy thuốc lá điện tử đã xâm nhập vào nước ta và dần trở nên phổ biến, được coi như trò chơi đẳng cấp trong một bộ phận lớn giới trẻ. Tác hại của thuốc lá điện tử đã được nói nhiều trên các phương tiện truyền thông, trong đó các loại ma túy dạng tinh dầu đang nút bóng, loại thuốc lá độc hại là một trong những mối nguy hại không lường trước được. Trên thị trường thuốc lá điện tử có hàng ngàn loại thiết bị dùng để đốt tinh dầu chất lỏng chứa nicotine, gồm nhiều mùi khác nhau, đang được không ít người tìm mua. Cảnh những thanh thiếu niên ngồi ở quán cà phê chia nhau nhiều chai tinh dầu dùng để thử mùi mạnh ai nấy hít hà từng làn khói trắng mờ ảo không còn là chuyện hiếm. Bên cạnh các loại mùi khác nhau như nho, dâu, táo, kiwi, caramel, sô-cô-la, nhiều bạn trẻ nghiện thuốc lá điện tử đang quan tâm đến một loại tinh dầu với tên gọi CBD, cannabidiol, tạm dịch là tinh dầu cần sa. CBD là một trong những thành phần chính của cần sa, được chiết xuất chủ yếu từ cây gai dầu cùng họ với cần sa do chứa tinh chất cần sa nên tác động của CBJ đến người sử dụng được đánh giá tương tự như các chế phẩm cần sa khác, có thể khiến người sử dụng lên cơn phê, đầu óc quay cuồng, hưng phấn tột độ, có khi bước vào trạng thái vô thức và dần trở thành con nghiện. Một đầu nậu bán CBJ ngụ tại quận Cò Vấp cho biết có cung cấp nhiều loại CBJ, loại nào cũng có và đều là hàng loại một nên cứ yên tâm. Tùy theo nhu cầu của khách là mới chơi hay chơi lâu rồi. Cửa hàng đều có dòng tinh dầu đủ để đáp ứng, nhẹ nhàng thì dùng loại X1, loại này đã pha loãng nhiều lần, cao hơn thì chơi các loại như X2, X3 hoặc X5. Các dòng cao chỉ dành cho dân chơi thường xuyên, dân nghiện bị chai đồ, tức dùng chất kích thích nhưng không còn thấy hiệu quả, chứ người mới thì không nên thử. Cũng theo chủ đầu nậu trên, thị trường mạng hiện nay có nhiều nhóm tự chế chiết xuất CBG nhập CBG sỉ về bán hoặc nhập nguyên lô cùng với các loại tinh dầu thuốc lá điện tử từ Trung Quốc. Nếu không biết cách mua sẽ dễ nhầm hàng hoặc mua các loại CBD không rõ nguồn gốc. Chủ yếu nên tìm tiêu lờ, tức đầu nào người bán có uy tín để mua lâu dài cho yên tâm về chất lượng. Một người bán post Chiu, một loại tinh dầu tại quận 8, nói họ không bán loại CBD tự pha trôi nổi, chỉ bán dòng nhập nguyên cây, gồm máy và 5ml tinh dầu đã pha sẵn CBD. Loại này tinh dầu gắn trực tiếp bên trong máy, khách mua về chỉ việc hút mà không cần làm gì thêm. Đây là hàng dùng một lần, có thương hiệu như Lost Vapin, Vamso. Hút được khoảng 800 đến 1.000 hơi là hết. Dư sức dùng 1 đến 2 tuần. Các loại CBD bắn trôi nổi chủ yếu do người bán tự nấu nên chất lượng tệ. Chỉ cần tìm bằng các từ khóa đơn giản như CBD, Pot Truths Relax dễ dàng tìm được nhiều hội nhóm đang công khai rao bán loại tinh dầu CBD qua mạng. Hiện tinh dầu CBD được bán rộng rãi với giá từ 150 đến 250 000 đồng trên 5 ml. Hầu hết các đầu nậu đều cam đoan là tinh dầu chiết xuất từ cây gai dầu, cây cần sa. Qua quan sát, các dòng tinh dầu CBD đang lưu thông trên thị trường có hai dạng chính. Loại tinh dầu hoặc pot chill có thương hiệu và loại tinh dầu CBD tự pha chế đựng trong các chai nhựa kiểu chai nước suối. Nước hoa có màu vàng, nâu hoặc trắng, trắng đục. Hầu hết các loại CBD tự pha chế đều có dấu hiệu của việc được sang chiết bằng tay, không có thương hiệu địa điểm sản xuất lẫn hàng sử dụng. CBD thường được tự nấu bằng cách chân cất cần sa, có pha các loại mùi nhân tạo như dâu, nho, táo, để tinh dầu thơm và hấp dẫn hơn. Nếu mua loại CBD cốt vàng, nâu, chỉ dòng CBD tinh khiết thì cam đoan rít một đến hai hơi là về. Ai yếu chỉ nên thử các dòng đã pha trộn sẵn, thường có màu vàng nhạt hoặc trắng đục. Dòng này cũng có thể châm trực tiếp vào đầu chứa tinh dầu thuốc lá điện tử, kiểu post chill. Cứ thử rồi pha theo tỷ lệ mong muốn để dùng hàng ngày cho tiết kiệm. Một nhân viên tại cửa hàng chuyên kinh doanh thuốc lá điện tử ở quận 11 cho biết cửa hàng này không nhập các loại tinh dầu chuyên CBD Tuy nhiên, các dòng pot chiêu có chứa CBD thì thỉnh thoảng vẫn về hàng nhưng luôn bán hết sạch sau khi đăng bài quảng cáo. Về hình dáng khó có thể phân biệt được pot chiêu và các loại chai tinh dầu chứa CBD bởi vì không có sự khác biệt so với các loại tinh dầu dành riêng cho thuốc lá điện tử, do đó người mua dễ nhầm lẫn giữa thuốc lá điện tử và các loại chứa CBG. Việc vô tình mua hút phải loại tinh dầu ma túy dẫn đến hậu quả khó lường dễ khiến người hút trở thành con nghiện. Ngoài ra, CBG ẩn giấu dưới vỏ bọc tinh dầu thuốc lá, cũng khiến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy gặp nhiều khó khăn hơn. Bộ Công an đã phát thông tin cảnh báo về việc thị trường xuất hiện tinh dầu cần sa CBG trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Cụ thể, CBG một chiếc xuất cần sa có chứa hàm lượng cao CBG và một ít hoặc không có THC thành phần chính trong cây cần sa tạo cảm giác phê chúng có thể được sản xuất từ cây tài mà cần sa giải trí hoặc cây gai dầu công nghiệp thực tế trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotin và một số chất thơm khi chế tạo các đối tượng đã thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp vào vì chất ma túy này không màu không mùi lại lẫn mùi của tinh dầu nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được theo bộ công an để lôi kéo người sử dụng ban đầu các đối tượng cho họ dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường khi người dùng đã bị lệ thuộc có nhu cầu sử dụng thường xuyên thì phải mua với giá cao. Cuối năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã triệt phá một đường dây chuyên sản xuất thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Trong vụ án này, Lê Anh Thơ, 28 tuổi, cùng 5 đồng phạm khác bị bắt quả tăng, đang bơm tinh dầu có chứa ma túy và thuốc lá điện tử. Với mỗi loại tinh dầu, Thơ chỉ đạo đàn em pha chế ra 3 loại hương khác nhau, sau đó dán nhãn thuốc lá điện tử Ampartil và bán ra thị trường. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá điện tử thành phẩm, đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 canh nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy cùng nhiều máy móc dụng cụ khác dùng trong quá trình pha chế. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.